Nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, hầu như ai cũng biết đó là một người cộng sản mẫu mực, kiên trung, vị lãnh tụ tài ba, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói đến Trung tướng Nguyễn Bình là nói đến một thủ lĩnh đặc biệt, một vị tướng tài năng, huyền thoại, vị trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nói đến nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm là nói đến một người phụ nữ có tầm nhìn của một chính trị gia, một ngôi sao sáng trong hàng ngũ những nữ sĩ Việt Nam, một phụ nữ xinh đẹp, đức hạnh, hiếu nghĩa, tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam. Song có lẽ không phải ai cũng biết Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Trung tướng Nguyễn Bình, nữ sĩ Hồng Hà Đoàn Thị Điểm, cả ba đều là những người con ưu tú của xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, một vùng đất địa linh nhân kiệt. Phát huy truyền thống của quê hương, trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đặc biệt là trong hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ xã đến các thôn, đặc biệt là Giai Phạm, đã khơi dậy tinh thần phát huy nội lực của cán bộ và nhân dân địa phương. Vì thế, chưa đầy 5 năm, năm 2015, Giai Phạm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 năm sau, năm 2019, Giai Phạm được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và chỉ sau 3 năm, năm 2022, Giai Phạm cùng 5 xã trong tỉnh đã cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trân trọng giới thiệu phim tài liệu Giai Phạm, vùng đất địa linh nhân kiệt. Phim do nhóm phóng viên Ngọc Anh, Tuấn Đạt, Nguyên Trương, Thành Luân thực hiện. Dựng phim Quốc Trọng thể hiện lợi bình, nghệ sĩ ưu tú Phú Thăng. Phim phát sóng vào hồi 20:25 tối thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2003. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.